Alo, chào mọi người nha. Hôm nay tôi hướng dẫn cho mọi người cách tải cái bo máy may của hãng Hosin IL70, Y70L chứ. Thì trước tiên mọi người vô Google gõ cái này, manual chữ Y70L luôn. Rồi xong xuống này nó để nè. Đó, AC Saco Motor. Lấy chuột phải cái này. Nó sẽ qua cái tab này, tôi download về ha. Rồi tôi download về thì tôi download về tôi lưu lại ở chỗ nào đó theo cái folder ý muốn của tôi ha. Đó. Thì ở trong này á thì tôi download về rồi, thì bây giờ á, là tôi mới làm cái này đúng không? Tôi mới làm cái này cho mọi người coi ha. Đây đó, Y70L đúng không? Rồi thì trong cái hộp này nó gọi là cái motor mini motor, thì trong này nó xài cho cái máy nào thì để tôi chỉ luôn, nó xài máy canh size cũng được chứ không phải là không. Thì ở trong này người ta có chỉ hết cho mình về vấn đề về tất cả mọi cái loại, cái cách hướng dẫn về gắn bo rồi đấu dây mạch rồi bo này nó như thế nào rồi nó báo lỗi như thế nào không. Rồi cũng giống như mọi khi cái trước tôi cũng chỉ cho mọi người thì đó. Cái này thấy không, thấy nó xài cho cái máy trụ không, chỗ này để cái chữ cho mình này. Đó, chỗ tôi khoanh tròn này. Đó, và cái sợi cáp của motor nó đi như thế nào không. Đây là cái motor đi qua sợi cáp này, nó qua hai cái bánh răng đúng không, một cái bánh răng đi lên qua cái trục ở phía trên, trục ra này, trục ở chỗ này này. Đó, chỗ chuột ra này, chỗ chuột tôi quơ 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 này ha. Rồi thì nó xài do canh size cũng được. Đó. Tùy theo máy mà mình gắn ha. Thì mọi người biết biết làm sao thì làm y như vậy. Rồi trong này nó chỉ với mình cái về vấn đề về cái một pha hay là ba pha ha. Một pha thì nó có 4 dây, một pha thì nó có 3 dây. Dây màu nâu, dây màu xanh. Cái dây nấu đất đó nè, green yellow nè, tức là dây màu xanh sọc vàng, và dây nối đất luôn luôn là như vậy ha. Hãng nào nó sản xuất nó cũng để như vậy hết, tương tự như vậy, ba pha cũng vậy, dây màu nâu, màu đen, màu xanh là màu xanh nước biển á, còn cái này là màu xanh, này là màu xanh da lá cây nè, green là màu xanh lá cây, blue là màu xanh da trời, hay người ta gọi là màu xanh nước biển á. Đó, nên thành mọi người phải để ý. Rồi green and yellow có nghĩa rằng là màu xanh vàng. Đó, thường là vàng sọc xanh đó. Đó, hoặc là xanh sọc vàng gì đó, tùy tùy thằng hãng đó, nó mua cái sợi dây cáp đó nó sản xuất như thế nào. Được chưa? Rồi một pha, hai pha, ba pha thì mọi người biết rồi ha. Rồi ai làm kỹ thuật thì cũng phải biết chuyện này. Rồi chỗ này là ST thì chắc chắn là mọi người phải biết nè. Đó, cái này thì không nói tới ha, tất cả những cái này ai cũng phải biết, làm kỹ thuật phải biết mấy cái chuyện này, đấu sai dây vô nó nổ cái bùm ráng chịu à. Rồi cái này nó ra công tắc đó, xuống dưới này nói về cái màn hình sáng ở phía dưới cái hộp bo ha. Đây thì nó cho cái dây nguồn của mình vô nè, đó tất cả mọi thứ cộng cắm nè, thấy không? Đó thì mấy cái bảng này phía dưới nó sẽ nói với mình cái cách, cái cổng này là cổng nào, cổng nào, cổng nào, cổng nào, nó hãy cho mình biết. Ok, rồi xuống phía dưới mình sẽ thấy. Rồi bây giờ tiếp tục thì để tôi nói với mọi người một xíu chuyện này. Thì khi mọi người xem cái video này của tôi thì nhớ bấm đăng ký subscribe ha, subscribe đăng ký cái kênh của tôi này. Đó, kênh này, kênh này đây ha. Đó, bấm subscribe chỗ này, kênh của tôi, tên kênh là Máy và Công Nghệ ha. Chuột chuột tôi đang quay 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 đây ha, chưa? Đó, bấm chọn đăng ký xong bấm vào hình chuông, chọn tất cả để khi mà tôi lên tôi phát trực tiếp hoặc tôi like trực tiếp á thì mọi người sẽ nhận được cái video của tôi ha. Đó, quý anh chị em kỹ thuật sẽ nhận được
Ok. Rồi. Mình nói tiếp về cái vấn đề này. Đó. Xuống dưới đây mình coi hết. Tất cả mấy cái này thì mọi người phải coi mà học, lấy tự đọc tiếng Anh. Cái này nó còn có được hai mươi mấy trang cho mình là đỡ. Chứ có một số hãng giống như Trung Quốc nó sản xuất về đúng có một tờ giấy A4 một lật trước đằng sau, tấm lỏng tấm thiên đằng trước đúng một mặt. Thế là xong rồi đó. Nếu mà ai mà dân kỹ thuật mà ngầu mà trên mấy cái bo là biết rồi. Mấy cái bo Trung Quốc là đúng tờ hướng dẫn duy nhất luôn. Đúng một tờ duy nhất thiệt đó chứ không phải giỡn đâu. Rồi level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 thì từng bước người ta chỉ cho mình. Đó. Các bước đó để làm ở trên cái parameter này á là mình làm như thế nào? Từ 1 đến 46, từ 1 đến 122, từ 1 tới 249, từ 1 tới 249 ha. Thì người ta chỉ cho mình ở trên cái màn hình này. Ở trên cái nút thì nó sẽ có bấm điều khiển ở trên đó ha. Từng bước, từng bước, từng bước. Đây step step 1, step 2 có nghĩa là bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba. Đó, tất cả cái này mọi người đều biết. Đúng không? Nếu mà ngồi làm nhiều mấy cái bo này sẽ biết. Đó, người ta chỉ cho mình cái nút cái ngón tay nè. Đó. Người ta chỉ cho mình hết ha. Rồi, người ta chỉ bấm phím nào ha. Rồi. Phần này thì mọi người tải về coi rồi xong. Tới phần Aerocode. Đây. Thì cái phần Aero người ta nói về cái gì đây? Cái phần Aero người ta nói về cái phần báo lỗi. Aero 01, Aero 02. Cái Aero 02 là người ta nói về con EEPROM IC7. Đó. Người ta yêu cầu mình thay thế cái con IC7 này trong cái bộ nhớ. Không? Thì chúng ta lật mở cái hộp bo ra chúng ta sẽ thấy. Đó, ai làm kỹ thuật điện hay là sửa chữa về trong ngành bo mạch điện tử hoặc là ngành tự động hóa thì người ta sẽ biết hết. Đúng không? Thì mình cũng có sửa bo nên thành là nếu mà ai có nhu cầu sửa thì cứ việc inbox cho mình, comment ở phía dưới cái video này để lại số điện thoại mình sửa cho ha. Gửi về Sài Gòn, mình đang ở Sài Gòn ha, quận Tân Phú. Để lại số điện thoại, comment để lại số điện thoại, có nhu cầu gì thì cứ việc liên hệ. Rồi alo 08, alo 09, tất cả trong này nó nói hết về cho mình báo lỗi, cách sửa như thế nào, cách reset như thế nào thì ở phía trong cái manual này nó cũng nói hết cho mình rồi. Đó thì tôi làm lại là cái cách mà mình đọc và mình hiểu cái tài liệu và cố gắng phải hiểu cái tài liệu bằng tiếng Anh để cho nó chuẩn. Đó, rồi xong ở phía dưới này. Ở phía dưới này nó nói về cái gì nữa đây? Cho tôi một xíu tôi quay nó lại. Tại do thằng nhà máy nó in cái này ra thì nó chụp ra dài rồi xong. Người ta nói với mình đó trong cái này cái nguyên nhân before trước khi ấy nè, đúng không? Trước khi thay thế này thì chúng ta phải làm theo họ ha, phải làm theo hướng dẫn của nhà máy. Nhà máy người ta sản xuất bo ra làm sao thì người ta hướng dẫn mình làm như vậy ha. Rồi đây là cái phần linh kiện mà cái chỗ cái motor người ta gắn này, cách gắn người ta cũng chỉ luôn, đúng không? Rồi cái motor này cái bật của nó như thế nào người ta cũng chỉ luôn, có con ốc đồ này kia người ta chỉ hết, đúng không? Rồi xong tới cái bàn phím. Cái phần này là cái hộp bo này, ở trong này nó có những cái lá bo ở trong này. Cái phần này là cái bo dò đạp ở chỗ cái số 5 nè. Và cái phần bo dò đạp, đúng không? Phần dưới hộp bo, phần thứ hai là cái cây bo hay tôi gọi là cái bàn phím, phím điều khiển. À, thì phía dưới này người ta cũng mô tả hết cho mình luôn. Được chưa? Đó, xong. Thì mọi người cố gắng theo cái này mà học hỏi mà làm được chưa? Đó trong này hướng dẫn rất là kỹ. Đó, bàn phím như thế nào rồi. Xuống tiếp phía dưới nữa. Tất cả những cái trong này người ta chỉ hết nha, người ta không có chừa lại cái gì cho mình hết. Trong cái quá trình điều khiển còn có vấn đề về sửa chữa thì tất nhiên là họ không có chỉ ở trong này rồi xong. Tôi nói tới cái phần 11 cái này. Đó. Trong cái phần panel này thì người ta để ra nè. Người ta chỉ với mình nè. Đó. Bốn chấm. Bốn cái dấu tròn nè, cắm đằng sau có đít bo nè. Đó. Cái motor thì người ta để một cái là RND, có nghĩa là dây nấu đất, V kép.
UV đó là bóng dày, thấy chưa, xài nguồn 3 pha đó. Trong ngày đó những cái vắt cắm này người ta chỉ nè, trong ngày người ta chỉ ha, phần chỗ vắt bao giờ đạp người ta cũng chỉ luôn đó, người ta chỉ hết. Mọi người tự vô đó mà đọc mà gắn làm sao cho nó đúng ha, đừng gắn sai, gắn sai nó nổ cái bùm đáng chịu à ha. Tôi chỉ chỉ vậy thôi. Rồi tất nhiên mọi người nếu mà ai mà làm trong ngành này tất nhiên đều phải biết hết cái phần này rồi, cái phần báo lỗi thì cũng nói qua rồi đó, đơn giản nên thành đó là mọi người cũng sẽ hiểu. Tôi chỉ cho những cách như vậy thôi, còn nếu mà đơn giản nữa thì bây giờ phải đi học thôi, chứ bây giờ nếu mà ngồi mà nói hết nó thì không biết bao giờ mới sao nổi đó. Thì mọi người cố gắng lên chịu khó học hỏi mấy cái này ha, với lại cái phần báo lỗi, những cái phần báo lỗi này nó rất là quan trọng. Cái phần báo lỗi này, cái phần báo lỗi này rất quan trọng đối với mọi người. Mỗi lần làm video với thằng bánh bao này chạy ngang trước nhà bực mình ghê. Nên thành là nhiều khi quý anh chị em á, coi là quan trọng là cái phần này, nhưng mà nếu như mà không coi cái cách cài đặt ở phía trên á, thì cũng như không. Cái phần bổ lỗi này chủ yếu là để mình reset nó, nếu nó không thấy lỗi hoặc nó bị hư gì thì mình sửa được. Còn nếu mà không chịu coi thấy cái cuốn này thì cũng như không, không hiểu cái phía trên thì không có hiểu được phía dưới đó. Nên thành là cố gắng phải coi thì phải coi cho hết luôn ha. Rồi quý anh chị em mà đang coi video của tôi á, thì nhớ bấm subscribe đăng ký theo dõi khi tôi làm những cái video về linh kiện máy móc thiết bị. Rồi xong, sẵn đây thì tôi nói luôn, đây là một cái bộ bo của máy hút bạch sổ cắt chỉ, thì ở đây tôi có bán một cái bộ như vậy đó. Tôi có bán một bộ như vậy, xài nó rất là tiện lợi ha. Tôi còn có để hàng tồn kho ở đây, thì bữa nào tôi sẽ làm một cái video tôi quảng cáo riêng về cái phần này riêng đó. Quý anh chị em ai có nhu cầu, khách hàng có nhu cầu thì xài thì hỗ tôi cái này ha. Đó, cái này là của hãng Hosin nó sản xuất, nhưng cái tôi đang bán nó lại là của Trung Quốc đó. Thì nếu quý anh chị em cần thì cứ việc liên hệ tôi ha. Đó, nó đầy đủ nguyên bộ là nó như thế này đó, nó của Hosin của Đài Loan ha. Cái này nó là của Đài Loan, của hãng Hosin luôn, nhưng tôi bán thì tôi bán hãng khác. Bữa nào tôi sẽ làm một cái video riêng về cái phần này riêng. Đó là cái bộ hút quách sổ cắt chỉ, nó bao gồm cái hộp bo ha, bao gồm hộp bo và tất cả những cái đồ linh kiện đi kèm theo nó, được chưa đó. Cái này là nó mới cái phần bộ van đồ này kia thôi, bộ linh kiện rời thôi, nó còn thiếu một cái bộ hộp bo để điều khiển cái phần này nữa nè. Đó, cái phần hộp bo điều khiển cái phần này nữa là cực kỳ quan trọng ha. Rồi cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi ha, nhớ ha, cố gắng học hỏi mấy cái phần này ha. Mình cũng hy vọng rằng mình làm video này có hữu ích cho mọi người. Rồi mọi người hãy nhớ mà đăng ký theo dõi kênh của mình để mà làm cho được tốt trong công việc, phát triển tương lai. Chúc quý anh chị em khỏe mạnh ha. Rồi đang mùa dịch này nữa thì chúc quý anh chị em đi đường cẩn thận ha. Rồi bảo vệ sức khỏe cho chính mình chính là bảo vệ cho cộng đồng ha. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Rồi chào, hẹn gặp lại sau ha. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều.